Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi hồi ký lính chiến của tác giả Hồ Sơn Đài qua giọng đọc Hoàng Sơn. Sau đây mời toàn thể quý vị cùng đón nghe. Từ báo cáo bằng văn bản của đội và qua các câu trả lời của chúng tôi, trưởng phòng Nguyễn Ngọc Lân rút ra ba kết luận. Một là bố phòng của địch có nhiều sơ hở, nhất là càng sâu vào trong nội địa, chúng ta có thể lựa chọn địa điểm ém quân bí mật, hoạt động dài ngày sau lưng địch. Hai là muốn tìm dấu vết của lực lượng ly khai, phải xác định cụ thể hơn khu vực mục tiêu, phải vào sâu hơn, hoạt động dài ngày hơn. Ba là muốn sinh hoạt dài ngày, cần giải quyết được các vấn đề tiếp tế trong khi ta chưa dựa được vào dân Campuchia. Đồng thời, phải có phương án giải quyết thương binh liệt sĩ trong trường hợp có chạm súng chiến đấu. Ông cũng báo cáo thêm với Bộ Tư lệnh, qua đợt trinh sát luồn sâu này, anh em đã rút được kinh nghiệm ban đầu về tổ chức biên chế đội, trang bị, công tác đảm bảo hậu cần, cách thức trú ém quân, cách dừng, xóa dấu vết và liên hệ móc nối với nhân dân Campuchia. Từ diễn biến tình hình ở Campuchia, căn cứ kết quả đạt được ban đầu của đội trinh sát đặc nhiệm Chim Én, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ liên hệ, móc nối, giúp đỡ lực lượng Khmer Đỏ ly khai, chống lại tập đoàn phản động Pol Pot Yen Sari. Ngày 27 tháng 5, tôi nhận được lệnh của trưởng phòng quân báo tiếp tục tham gia lực lượng trinh sát đặc nhiệm luồn sâu sang đất Campuchia. Lần làm nhiệm vụ đặc biệt lần thứ hai này, phòng quân báo tổ chức cùng lúc ba đội trinh sát đặc nhiệm mang phiên hiệu Chim Én, Bồ Câu, Chim Ưng và một đội vận tải. Mỗi đội phụ trách một khu vực nối tiếp nhau để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Đội Chim Én lần này thay cán bộ chỉ huy Nhĩ Xuân Say làm đội trưởng kiêm chính trị viên, Sang Sarien và Lê Văn Đẹp làm đội phó. Anh Sang Sarien người Campuchia, còn anh Đẹp nguyên là cơ sở cách mạng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan cấp úy biệt động quân ở đồn Tống Lê Chân. Sau giải phóng, anh là cán bộ trinh sát cấp đại đội, làm việc tại một cụm quân báo của quân khu, rất thông thạo địa hình biên giới. Đội Bồ Câu do Mê Á Daun làm đội trưởng, Nguyễn Công Huyền, cán bộ cụm quân báo làm chính trị viên, Nguyễn Văn Tương, đại đội phó đại đội 3 của tiểu đoàn trinh sát 47 làm đội phó. Tôi được chỉ định làm đội trưởng đội Chim Ưng. Ban chỉ huy đội còn có anh Phan Hùng, cán bộ điệp báo làm chính trị viên. Anh Tao Bean từng tham gia đội Chim Én đợt trước làm đội phó. Đội Chim Ưng gồm 14 cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành 3 tổ. Tổ trinh sát gồm các anh Tô Đình Kiện, quê Thanh Hóa, Trịnh Định Kiền, quê Ninh Bình, do tôi trực tiếp phụ trách. Tổ vận động xây dựng cơ sở gồm 3 anh người Khmer, Kabuntha, Onvasen, còn gọi là Ba Già, do anh Pao En phụ trách. Anh Ba Già vốn là cai ở Sở Cao Su Trúc cùng vợ con chạy sang Việt Nam từ năm 1976. Anh Coi Bun Tha sau này làm lên chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quân hàm Đại tướng. Tổ bảo đảm gồm Lộc, báo vụ quê tỉnh Hải Phòng, Dũng, y tá. Chúng tôi được trang bị súng AK, M79, ống giảm thanh, pin Claymore, pin cho máy vô tuyến điện, lựu đạn loại nhỏ, mỗi người 6 trái, trang phục giống lính Pol Pot, quần áo đen, dép cao su Trung Quốc, khăn rằn quấn cổ. Ngoài ba đội đặc nhiệm nêu trên, còn có đội vận tải. Đội vận tải do lực lượng tiểu đoàn trinh sát 47 đảm nhiệm. Đội có nhiệm vụ vận tải đến mức tối đa gạo, đạn dược, tổ chức cất giấu dự trữ tại một điểm bí mật gần khu vực hoạt động của đội Chim Én ở Bắc Đường 7, có ký hiệu nhận dạng và xác định tọa độ cụ thể trên bản đồ mang theo. Đội vận tải sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rút về biên giới, xóa mọi dấu vết,
ngụy trang địa điểm cất giấu và sẵn sàng làm nhiệm vụ phục vụ thương binh liệt sĩ khi có lệnh. Theo kế hoạch đã định, đội chim én được trang bị mạnh hơn đợt đầu, tổ chức luồn sâu và tổ chức hoạt động ngay địa bàn quanh khu vực điểm cao 50, khu vực Đông và khu vực Nam Cờ Ra Bao. Tiếp đến là đội bổ câu luồn sâu thêm từ 20 đến 30 cây số, hoạt động ở khu vực từ Tây Ra Vào đến Nam Bô Pênh, tiếp giám địa bàn đồi chim én. Luồn xa nhất sâu phía Bắc là đội hình chim ưng từ Phum Lu đến Tắc Tùm, Đầm Be, căn cứ cũ của một đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong những năm cuối thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cả bốn đội chim én, bồ câu, chim ưng và vận tải đều cùng hành quân thành một đoàn, đến từng vị trí được phân công, sẽ dừng lại triển khai đội hình thực hiện nhiệm vụ. Tôi được giao chỉ huy hành quân chung cả bốn đội. Sáng ngày 31 tháng 5 năm 1978, bốn đội công tác lên xe hướng về biên giới. Để bảo đảm bí mật, xe không dừng nghỉ ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh như trước, mà chạy thẳng đến đồn biên phòng Tà Nốt, nơi cấp trên đã thống nhất sử dụng làm bàn đạp xuất phát. Lúc này, chiến tranh đã mở rộng. Do tập trung đối phó với lực lượng nổi dậy trong nước, nên địch phòng thủ thiếu chặt chẽ tại một số khu vực trên biên giới. Bộ đội Việt Nam đang phản công. Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 302 đưa tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 88 do tiểu đoàn trưởng Khánh chỉ huy ra đánh mở đường từ biên giới đến Nam đường 7 và tổ chức cảnh giới cho các đội trinh sát vượt qua. Sau nhiệm vụ, đơn vị mở đường lại rút về biên giới, xóa mọi dấu vết. Sự hỗ trợ tích cực của Sư đoàn 302 đã hỗ trợ rất nhiều cho việc hành quân đột nhập của các đội trinh sát đặc nhiệm. Sau đợt 2 thực hiện nhiệm vụ trinh sát đặc nhiệm luồn sâu trở về, tôi được tin tiểu đoàn trưởng Khánh đã hy sinh. Ngày mùng 1 tháng 6, chúng tôi theo đội hình tiểu đoàn 2, sau đó tách ra, cắt lăn hướng Bắc, điểm cao 86. Trời mưa lớn, nhưng do đã thông thuộc địa bàn, chúng tôi cắt đường đến các vị trí đã định an toàn. Trời sáng, chúng tôi dừng nghỉ trong rừng già, nấu ăn, chuẩn bị cho buổi vượt đường 7. Đội chim én hầu hết anh em đã qua thử thách, có kinh nghiệm nên chịu đựng khá, đi nhanh. Còn những người ở các đội còn lại, phần lớn là đi lần đầu nên mới đi bộ vài giờ đã mệt, xuống sức nhanh. Theo đúng kế hoạch thì đội vận tải theo đội chim én để lại thực phẩm ở chỗ đội chim én, sau đó mới từ đội chim én lấy một phần lương thực chờ đến cho đội bộ câu. Thực phẩm được giấu ở đây. Đội chim ưng sau này quay về đội bổ câu để lấy lương thực. Gạo, muối, bột ngọt, cá khô được cho vào can nhựa 30 lít, đậy nắp kín, chôn xuống đất. Khi nào hết lương thực, chúng tôi tìm tới đào lên để sử dụng. Tôi mời chỉ huy các đội đến để xác định vị trí và nhắc lại công tác hiệp đồng. Chiều ngày 2 tháng 6, các đội bí mật hành quân về đường 7, sẵn sàng vượt đường vào buổi tối. Trời đổ mưa bất chợt, cắt rừng khi trời mưa thật khó, nhưng cũng có thuận lợi là mưa gió át đi tiếng động phát ra từ đội hình. Cách đường 7 khoảng 1 km thì dừng lại cho trinh sát lên bám đường. Lần này, tổ trinh sát dẫn đường cắt lệch hướng để tránh cánh đồng, nhưng lại gặp rừng che gai rất khó đi. Đến 7 giờ tối, đội hình mới bắt đầu di chuyển. Trời mưa nhỏ nhưng rất tối, anh em phải bám sát nhau, đi rất chậm. Chỉ đi khoảng 1 cây số mà mất gần 2 tiếng đồng hồ, vẫn chưa ra tới mép lộ. Đang đi, bỗng đội hình phía trước dồn lại. Trinh sát báo cáo phát hiện có nhiều đống can còn hồng ở gần đường, có thể địch còn phục ở đó, đề nghị cắt hướng khác. Chúng tôi khẩn trương hội ý, dự đoán có thể đây là những đống lửa do dân đốt rẫy từ chiều giờ còn sót lại. Từ đó thống nhất không thay đổi kế hoạch, cử lực lượng trinh sát tiếp tục bám đường theo dõi. Anh em trong đoàn giãn thưa đội hình sẵn sàng chiến đấu. Chờ một lúc thì đúng như dự đoán, trinh sát quay lại báo cáo tình hình ổn,
Hồi chiều địch có phục gần đường, nhưng chúng đã rút đi. Toàn đoàn tiếp tục vượt đường. Qua đường 7 vào sâu khoảng 1 km, đội hình dừng lại nghỉ trong rừng già qua đêm. Sáng ngày 3 tháng 6, các đội tiếp tục hành quân về hướng điểm cao 50. Mùa mưa, mưa rừng tầm tã, quần áo anh em ẩm ướt do mồ hôi quện với nước mưa rất khó chịu. Nhiều anh lưng đã bị lở do mang vác nặng. Chiều tối, đến phía nam điểm cao 50, đội hình dừng chân nghỉ qua đêm. Trời lại mưa, các bộ phận không thể nấu cơm. Mọi người phải đổ nước lạnh vào bịch gạo sấy ngâm làm cơm. Sáng ngày 4 tháng 6, trời tạnh ráo, kiểm tra trên bản đồ, xác định thấy còn 3 km nữa thì đến điểm cao 50. Tôi cho các bộ phận bí mật nghỉ tại chỗ để lấy lại sức. Đầu giờ chiều, chúng tôi họp ban chỉ huy của các đội và quyết định tách đội hình từ đây. Đội chim én đi tiếp đến điểm cao 50 là nơi đội chim én cũ đặt căn cứ lần trước, triển khai lực lượng hoạt động, đồng thời có nhiệm vụ trung chuyển lương thực thực phẩm đến đội bổ câu và đội chim ưng. Đội vận tải để lại một phần lương thực thực phẩm, còn tiếp tục mang vác đến vị trí căn cứ bàn đạp của đội bổ câu. Riêng anh Lê Văn Đẹp, đội phó đội chim én cùng mấy anh nữa còn đi cùng chúng tôi đến nam điểm cao 144 để thống nhất vị trí cất giấu lương thực thực phẩm và giao nhận thương binh liệt sĩ. Nếu có, đội bổ câu sẽ về vị trí đó nhận cho đội mình và truyền cho đội chim ưng. Hai đội bổ câu và chim ưng tiếp tục hành quân về phía bắc theo kế hoạch của trung tâm. Chúng tôi chia tay nhau trong lặng lẽ và đầy xúc động. Mọi người bắt tay nhau vội vàng cùng tâm trạng, không biết ngày trở về có còn gặp lại đông đủ hay không. Hai đội tiếp tục hành quân, đi đã xa mà chúng tôi còn thấy anh em đội chim én vẫn đứng nhìn theo. Trời mưa, ta không thể xóa hết dấu dép của nhiều người dẫm chân trên đất đỏ ngay từ khi vượt đường 7 cho đến cả trạm hành quân dài. Quân Pol Pot phát hiện và theo dõi. Trưa ngày 11 tháng 6, chúng tôi cắt rừng đến Bắc Đông Bắc Phum Loi thì bất ngờ gặp một tốp gồm 3 người dân Campuchia ở khu vực gần tràng dãy. Tôi cho tổ trinh sát ra cảnh giới để anh Mes Haun ra nói chuyện. Anh hỏi bà con đi đâu. Trong tâm trạng sợ hãi, mấy người dân trả lời là họ đi vô rừng tìm cây thuốc về chữa bệnh. Họ còn cho biết cách chỗ chúng tôi vài km có đơn vị của quân đội Pol Pot. Tình huống quá bất ngờ. Sau khi hội ý, chúng tôi quyết định giao cho các tổ cơ sở của anh Mehat Aun, đội bồ câu, và anh Pao Ayan nói chuyện với 3 người dân. Anh Mehat Aun tiến ra. Sau mấy câu thăm hỏi, anh nói: chúng tôi là những người dân Campuchia chán ghét sự cai trị của chế độ Pol Pot nên ly khai ra rừng lập căn cứ chống lại. Nếu nhân dân ai đi theo, chúng tôi sẽ tiếp nhận vào lực lượng. Mấy người dân nghe xong thì vội vã trở về Phum. Chúng tôi không biết rằng bọn địch vẫn đang truy lùng. Chúng lần theo chúng tôi khi đi qua một khu vực trồng sắn. Trong lúc mấy anh người Campuchia đang nói chuyện với người dân, tôi chỉ huy bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Tổ cảnh giới phía sau do chính trị viên đội chim ưng Phan Hùng phụ trách triển khai cách chỗ tôi khoảng 50 mét. Sau thấy hơi trống lại lui vào khoảng 30 mét. Phía trước có hai tổ, một tổ gồm các chiến sĩ trinh sát của đội chim ưng do Tô Đình Kiệm phụ trách, một tổ do Dương Văn Thụ làm tổ trưởng, có anh Nguyễn Văn Tương, đội phó đội bồ câu chỉ đạo. Bỗng một anh người Campuchia trong đội hô to: Tà Hiên! Tà Hiên có nghĩa là lính địch. Tôi vội hô: sẵn sàng chiến đấu. Vừa hô xong thì một số tên Pol Pot tiến về phía tổ trinh sát có Phan Hùng đang ở đó. Phan Hùng vốn biết tiếng Campuchia vì năm 1970 anh từng làm chuyên gia cho quân khu 203. Nó tiến sát đến, Phan Hùng buộc phải bắn hạ. Thế là quân Pol Pot nổ súng tiến công từ cả ba hướng. Tôi ra lệnh tất cả bình tĩnh, giữ bí mật đội hình.
chờ địch vào thật gần, thấy rõ mới được bắn. Hai bên nổ súng khoảng 25 phút, bọn Pol Pot không vào được. Tôi kiểm tra, thấy ta hy sinh 2 người, bị thương 2 người. Hai người hy sinh là Lộc và Quý. Lộc là báo vụ, Phan Văn Quýt là chiến sĩ trinh sát của đội bổ câu. Hai người bị thương là chiến sĩ trinh sát Dương Văn Thụ và Phan Hùng. Thấy Phan Hùng máu mũi chảy tràn xuống, tôi hỏi: "Ông sao vậy? Hay là bị sức ép?" "Không biết," Hùng trả lời. Tôi nhìn người anh không thấy bị thương ở đâu, phát hiện anh bị một mảnh đạn vào phổi. Tôi lấy lọ mật ong bảo y tá Dũng đổ ngay vào vết thương. Trong ba lô của tôi lúc nào cũng có một chai mật ong rừng. Sau này Phan Hùng nói với tôi: "Không có anh, đợt đó tôi chết." Năm 1979, Phan Hùng về công tác ở Ban Điệp Báo Mặt trận 479, đóng tại thị trấn Sisophon, giáp biên giới Thái Lan. Năm 1981, anh lấy vợ. Năm 1985, thì chuyển ngành về Sở Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Anh vẫn còn giữ cái ba lô còn cóc, bộ quân phục có vết đạn bắn và vết máu để làm kỷ niệm. Quyết định rút, tôi chuyệt nghĩ. Địch chỉ tiến công từ 3 hướng, chủ yếu từ bìa tràng vào. Phía rừng già ở hướng bắc, đông bắc không có tiếng súng nổ. Tôi ra lệnh rút theo hướng đó, sâu vào khu rừng già. Chỉ huy tổ trinh sát bắn 20 quả M79 rồi rút. Tôi phân công kiện cõng Lộc và nói với anh Nguyễn Công Huyền, chính trị viên đội bổ câu. Anh chỉ huy lấy từ sĩ Quýt ra. Kiện người nhỏ vác Lộc đi, ngã lên ngã xuống. Tôi thay Kiệt sống Lộc lên vai, ra lệnh cho Kiện và Tương cắt đường rút về hướng rừng già. Chúng tôi thoát ra khỏi khu vực bao vây tiến công của nhóm lính Pol Pot. Đi được khoảng 2 km, tôi cho gài mìn sợ địch đuổi theo. Trời gần tối, tình cơ phát hiện nhiều hầm hố, hào rông thông cũ, lâu ngày không ai sử dụng. Đoán là căn cứ của một đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam, thời chống Mỹ. Tôi quyết định dừng lại để chôn cất tử sĩ và băng bó lại cho 2 người bị thương. Trời mưa, anh em lấy xẻng đào đất rồi đặt các anh xuống. Tôi trực tiếp chôn Lộc, anh Huyền chôn Quýt. Giữa rừng sâu trong vùng địch, không có gì để mai táng. Chúng tôi lấy bịch gạo sấy xé ra, rắc gạo lên người của 2 anh, dùng bỏ vịt cơm sấy đậy lên mặt rồi lấp lất lên. Bộ quần áo của tôi đang mặc cũng bỏ ra chôn luôn vì bị máu của Lộc chảy ra ướt hết. Sau này tôi có chỉ đạo một K-70 tìm đưa hài cốt Lộc và Quýt về, thực hiện chương trình hợp tác giữa Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia. Trong các thời kỳ chiến tranh, quân khu 7 thành lập 4 đội công tác, mật danh là K-70 của Cục Chính trị Quân khu, K-71 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, K-72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và K-73 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. Anh em K-70 đã cất công tìm kiếm nhiều lần nhưng không phát hiện được vị trí chôn Lộc và Quýt ở đâu. Nơi đó giờ người ta đã ủi bằng hết để trồng cao su. Đi tiếp khoảng 50 mét, gặp một con suối, tôi cho lệnh dừng lại nghỉ qua đêm. Không thể nấu cơm, bộ đội ngâm gạo sấy với nước mưa để ăn rồi mắc võng ngủ. Trận tao ngộ diễn ra quá bất ngờ. Chúng tôi diệt được địch, nhưng cả 2 đội bồ câu và chim ưng đều có tổn thất. Cơ cấu trinh sát báo vụ của mỗi đội không còn đầy đủ. Tôi hội ý với chỉ huy của 2 đội, rồi ngồi viết điện khẩn báo về trung tâm. Chúng tôi đụng địch buộc phải chiến đấu. Anh em hy sinh 2 người, bị thương 2 người. Sẽ cử một bộ phận đưa thương binh về. Đề nghị đại bàng cho đón thương binh theo phương án. Đề nghị cho sát nhập 2 đội hình làm 1 để tiếp tục hoạt động theo kế hoạch. Nhận được điện trả lời của trung tâm ngay, biểu dương các đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, đặc biệt làm tốt công tác thương binh tử sĩ, cử một bộ phận đưa thương binh về, các bộ phận còn lại
nhập làm một lấy phân hiệu bổ câu. Hòa đội trưởng, Huyền chính trị viên, Nghe Haun đội phó, thành lập chi bộ, Huyền bí thư, Hòa phó bí thư, ký tên đại bảo. Đội chim ưng trước hoạt động móc nối đã giải thể, mặc dù cán bộ chiến sĩ của đội vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong phiên hiệu đội bổ câu. Sáng hôm sau, tôi cử đội phó đội bổ câu Nguyễn Văn Tương, đội phó đội chim ưng Pao An, hai trinh sát người Việt Nam, hai trinh sát người Campuchia, tổng cộng 6 người, đưa hai thương binh là Phan Hùng và Dương Văn Thụ về nước. Lúc chia tay, tôi nắm tay Cương dặn phải cẩn thận và động viên anh em đưa thương binh về nước an toàn. Tương gật đầu nói nhỏ, anh yên tâm. Trên đường về, đoàn hộ tống thương binh thường xuyên gặp địch. Lần thứ nhất đụng độ, anh Nguyễn Văn Tương và một chiến sĩ trinh sát hy sinh. Pao Yen cùng hai trinh sát Campuchia và một trinh sát Việt Nam còn lại thoát vòng vây, tiếp tục đưa thương binh tử sĩ cắt đường về phía biên giới. Bộ phận từ trong nước thuộc tiểu đoàn trinh sát 47 sang đón thương binh cũng hy sinh hai chiến sĩ. Sau 18 ngày hành quân, đoàn 8 người chỉ còn hai thương binh và hai người hộ tống về đến khu vực có bộ đội Việt Nam. Đến đây, vết thương của hai thương binh đã gần lành, chỉ vai và lưng bị loét do mang ba lô. Thật kỳ diệu, nhiều ngày liền không thuốc kháng sinh, giờ vết thương và thay băng, lại lội rừng mưa gió ẩm ướt, tôi nghĩ có lẽ do có mật ong rừng. Cử bộ phận đưa thương binh về nước xong, tôi họp toàn đoàn thông báo quyết định của trung tâm về việc xác nhập hai đội, thông báo ban chỉ huy của đội mới và kiện toàn lại các tổ. Đội bổ câu mới tiếp tục cắt rừng theo kế hoạch. Tôi chọn một vị trí ở lưng chừng núi về phía tây, điểm cao 144, làm căn cứ bản đạp và triển khai hoạt động. Hàng ngày, anh em chia nhau tỏa ra các hướng tìm lực lượng ly khai. Sau hơn một tuần, đội vẫn chưa phát hiện được gì thêm. Một hôm, trên đường đi, chúng tôi gặp một cái sa chặn cá. Đi ra phía xa một đoạn thì thấy một con nai mắc bẫy. Mấy anh đi cùng xin tôi cho lấy cái đùi. Anh xem xin lấy thêm tim gan. Tôi rút dao găm cắt hai cái nhung đưa cho y tá cầm về. Khoảng 5 giờ chiều trở về căn cứ bản đạp, trời đổ mưa, chất địa bàn bị ướt nhìn không chính xác. Tôi đi đầu cắt đường bị lệch đi khoảng 200 mét, tiến đến một cụm rừng tương đối rộng, bất ngờ thấy phía trước có tăng võng. Mưa to đến cách 10 mét, thấy một người ngồi trên võng hà chăn xuống, rất giống anh Coi Bun Tha ở trong đội. Tường đã về đến căn cứ, nhưng để chắc ăn, tôi dừng lại chắp lưỡi 3 cái, chờ chắp lại 2 cái cộng thành 5 theo mật khẩu quy định. Không thấy chắp đáp trả, sợ trời mưa to đồng đội không nghe thấy. Tôi làm lại lần nữa vẫn không có tiếng trả lời. Tôi bỏ ra lại gần anh Mê Át Hà Un. Cái này không phải của ta rồi, là ly khai rồi, bây giờ mà nhào vô là họ bắn ngay. Anh lên tiếng nói chuyện với họ đi. Rồi tôi và Mê Hát Aun bò vào. Anh Mê Hát Aun nói to, tôi là Mê Hát Aun đây, tôi nguyên là cán bộ huyện Mi Mốt, tôi ly khai để chống lại Pol Pot. Mê Hát Aun vừa nói tới đó, bọn người trong cứ vùng bỏ chạy. Chạy chứ không bắn lại. Tôi ước chừng họ có khoảng 20 người. Chúng tôi vào kiểm tra, thấy mười mấy cây võng đang mắc, có cả tăng, súng, song nấu cơm. Tôi đoán rằng họ đúng là lính Pol Pot ly khai. Cách đó khoảng 15 mét có một cái hốc đá đậy ở bên ngoài. Trong hốc có đến chục khẩu súng, có cả cơm khô, vài chục cân lúa và đồ dùng khác. Tôi yêu cầu mọi người không được đụng đến những thứ này, giữ nguyên hiện trường để nếu những người kia quay lại sẽ hiểu là ta muốn liên lạc với họ. Xong chúng tôi về chỗ của mình. Thì ra căn cứ của họ rất gần căn cứ của chúng tôi. Họ ở cách đỉnh núi khoảng 300 mét, còn chúng tôi cách đỉnh 200 mét. Họ bí mật mình không biết, mình bí mật họ cũng không biết.
Hội ý ban chỉ huy, tôi tiếc đứt ruột trách anh Huyền. Ly Khai ở ngay sát cạnh mình mà không biết, ông chẳng chịu đi ra xung quanh gì cả. Anh Huyền không nói gì. Tôi biết trước đây anh hoạt động trong nội thành, không thông thạo địa hình rừng núi. Sau tôi nói thêm, thôi ngày mai lên, đồ đạc của họ sao cứ để yên như vậy. Bây giờ anh Mê Hát Haun viết cho tôi mấy chữ tiếng Khmer, nói mình là Ly Khai, muốn liên hệ với họ. Hội ý xong, tôi điện báo về trung tâm việc đã phát hiện căn cứ của lực lượng Ly Khai và xin ý kiến xử lý. Trung tâm trả lời, biểu dương sự cố gắng của toàn đội, tiếp tục theo dõi và tìm cách bắt liên lạc với bộ phận nội dậy theo báo cáo. Ngày hôm sau, tôi mang thư đến đó rồi di chuyển đến địa điểm mới. Thỉnh thoảng chúng tôi có ghé nhưng không thấy dấu hiệu họ xuất hiện. Có hôm hết gạo, đói quá, tôi đến lấy thóc về cho anh em giã nấu cháo ăn. Giã bằng cách đào một cái hố, lót ni lông xuống dưới rồi trải khăn lên. Sau đó lấy cây rừng làm chày, giã cho vỡ vỏ trấu. Chúng tôi có viết mấy chữ để lại. Chúng tôi là những người Ly Khai, chúng tôi mượn mấy thứ sau sẽ trả lại. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi tìm những người Ly Khai. Có hôm gặp mấy người đang nấu ăn ở bên bờ suối, nhưng thấy chúng tôi, họ lại chạy. Giữa tháng 6 năm 1978, lực lượng vũ trang quân khu 7 cùng với quân đoàn 3 mở chiến dịch phản công, tiêu diệt các đơn vị quân Pol Pot xâm lấn biên giới thuộc địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Sông Bé và đánh phá các căn cứ bàn đạp của địch ở Nam Bắc đường 7. Các đơn vị của ta đánh đuổi quân xâm lấn ra khỏi biên giới và truy đuổi chúng sâu vào đất Campuchia từ 5 đến 10 cây số. Nằm sâu trong hậu phương của địch, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng nổ của đạn pháo. Tiếp những ngày sau đó, khi bám ra quan sát ngoài đường, chúng tôi thấy nhiều người dân gồng gánh đồ đạc, bồng bế trẻ con, có lính Pol Pot áp giải, chạy về hướng sông Mekong. Tôi nghĩ địch đang ép dân chạy khỏi khu vực ta chiếm giữ và khu vực có lực lượng nổi dậy của quân khu 203. Một ngày cuối tháng 6, tôi nhận được điện của trung tâm. Đồng chí về đường X tại Khnum Krab 51, địa bàn sư đoàn 302 đang kiểm soát để báo cáo tình hình và nhận nhiệm vụ mới. Mật khẩu liên lạc với đơn vị bạn, hỏi Lộc Đáp Ninh cộng tròn 5. Tôi lấy Trịnh Đình Kiền và Coi Buôn Tha cùng đi, giao nhiệm vụ chỉ huy đội cho chính trị viên Nguyễn Công Huyền. Sau hơn 2 ngày cắt rừng, chúng tôi về đến căn cứ chỉ huy chiến dịch tại Khnum Krab, huyện Mì Mốt thuộc tỉnh Công Bông Chạm. Sau khi ổn định vị trí tạm dừng chân của đơn vị, tôi được lệnh lên sở chỉ huy tiền phương ở Mì Mốt báo cáo tình hình hoạt động của đội đặc nhiệm. Tại sở chỉ huy, tôi được gặp các ông Nguyễn Thế Bưng, tham mưu trưởng quân khu, Vũ Văn Thường, sư đoàn trưởng sư đoàn 302, Nguyễn Ngọc Lân, trưởng phong quân báo và Nguyễn Tiến Đức, cán bộ phụ trách trinh sát điểm báo cục 2 ở phía Nam. Tôi báo cáo lại toàn bộ hoạt động của đội đặc nhiệm và việc gặp căn cứ của lực lượng nổi dậy Campuchia. Nghe xong, suy nghĩ một lúc, trưởng phòng Nguyễn Ngọc Lân nói: "Trước hết, biểu dương tinh thần gan dạ khắc phục khó khăn, bám địa bàn hoạt động của anh em toàn đội. Qua báo cáo của Hòa, chúng ta khẳng định chắc chắn là có căn cứ và bàn đạp hoạt động của các nhóm Ly Khai thuộc quân khu Đông trong khu vực Bắc đường 7 đến Nam sông Trong. Pol Pot không chỉ tập trung tác chiến với ta mà còn phân tán đối phó với các lực lượng chống đối trong nội bộ, đang có chiều hướng phát triển gay gắt. Do đó, việc cấp trên giao nhiệm vụ cho các đồng chí tìm bắt liên lạc với các lực lượng Ly Khai quân khu Đông Campuchia là hoàn toàn chính xác và đúng lúc. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là mục tiêu chưa xác định được cụ thể, không có chỗ dựa trong dân. Cán bộ người Campuchia trong đội còn lúng túng về phương pháp tiếp cận với lực lượng Ly Khai. Nếu không gặp được người quen biết trước, ở đây có cả vấn đề lòng tin của các đồng chí đối với cán bộ người Campuchia." Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 3, đội đặc nhiệm Bồ Câu, Chim Ưng, Trận Tao Ngộ trong Hồi Ký Lính Chiến của tác giả Hồ Sơn Đài.
qua giọng đọc Hoàng Sơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.